Lạng Kha Kỳ Duyên chương 778, Thiên tượng khác thường. Mặc dù đi tới nhân thế mới ngắn ngủi mấy tháng, nhưng Lê Phong lại có được kinh người sức hiểu biết cùng nhạy cảm tính, cho nên cũng xa so với bình thường 2-3 tuổi hài đồng muốn thông minh, từ lúc sinh ra sau một tháng, liền đã cảm giác được Lê Gia trên dưới đối với hắn cái này tôn quý thiếu gia quá phận kính sợ. Lại đặc thù, Lê Phong Thủy chung là một đứa bé con, nhìn như có được mong muốn hết thảy, nhưng có một ít khát vọng đồ vật hắn nhưng thủy chung không chiếm được, thậm chí có chút ghen ghét một chút người bình thường hài tử. Bất quá hôm nay phi nước đại ra nê trần tự lê phong, trên mặt lộ ra ít có vẻ hưng phấn, thậm chí so trước đó nhìn thấy con hạt giấy nhỏ thời điểm còn mãnh liệt hơn một chút, chính hắn đều không quá rõ sở chính mình tại hưng phấn cái gì, nhưng chính là rất muốn lập tức hồi phủ đi cùng cha nói. Mới xông ra chùa chiền, Lê Phong liền thấy bên ngoài chùa cách đó không xa, một cái da bột đang sách theo một cái rổ hương nến ngồi cái kia nghỉ ngơi hiển nhiên là căn bản không có vào chùa ý định a à, thiếu gia ngài đi sao cái này hương nến ngươi mang theo đồ vật tại đây đợi bản thiếu gia sẽ trở về lê phong vội vàng nói xong câu đó liền hướng lúc tới phương hướng chạy tới sau đó cửa chùa mấy cái khác gia phó cũng gấp vội vàng chạy ra đuổi theo hắn bất quá vừa về tới lê phủ trước cửa lê phong trên mặt hưng phấn biểu lộ lập tức liền thu liễm nhìn xem nhà mình cửa lớn đều cảm thấy bên trong có một ít kiềm chế, tiến nhập bên trong phủ, bất luận gia phó hay là tỳ nữ đều chú ý cẩn thận lại một mực cung kính xưng hô hắn tiểu thiếu gia. Nhưng tại rời đi bên cạnh hắn sau đó bước chân đều sẽ mau một chút. Bất quá hôm nay Lê Phong cũng không có cảm thấy thêm khó chịu, thứ nhất là không sai biệt lắm thói quen, thứ hai là hiện tại tâm tình không tệ, hắn đi tại thông hướng phụ thân thư phòng hành lang thời điểm, ngẩng đầu hướng phía ngoài xem xét, liền có thể nhìn thấy một cái tiểu hạt tại không trung bay lên nhất thời khóe miệng dương lên còn chưa tới thư phòng đâu đúng lúc đụng phải lê phu nhân tới nàng bên cạnh đi theo nha hoàng bưng một cái khay bên trên còn có một cái chung sứ cùng chén muỗng mẫu thân lê phong xa xa kêu một tiếng lê phu nhân vô ý thức trung một cái theo âm thanh nhìn lại lê phong đang chạy chậm tới phía sau hai cái hơi thở hỗn hển người hầu tắt thì nhắm mắt theo đuôi phong nhi a à lê phu nhân tận lực che giấu chính mình thần sắc mất tự nhiên miễn cưỡng mang theo nụ cười gọi như vậy một câu tiểu lê phong bộ pháp trở nên chậm một chút gãi đầu tiếp cận chính mình mẫu thân nhón chân lên nhìn nhìn một bên nha hoàng bưng đồ vật mẫu thân đây là cái gì sao ách đây là vi nương cho ngươi cha chuẩn bị trà sâm cha ngươi gần nhất chuyên cần xem các nơi chính sử vi nương sợ mệt mỏi cha ngươi nhà lê phong nhăn nhó một thoáng giả bộ như không biết lê phu nhân mất tự nhiên liền cùng nàng cùng đường đi từ từ đi hướng lê bình thư phòng đi đến mẫu thân ngươi thế nào không hỏi xem ta đến làm cái gì nha lê phu nhân lúc này mới theo lê phong lên tiếng một câu đúng vậy a à, vi nương đang muốn tò mò đâu phong nhi hiện tại tới tìm ngươi cha làm gì chứ lê phong một thoáng lộ ra hưng phấn thần sắc mẹ chính ta tìm cái phu tử ngay tại nê trần tự bên trong là cái rất có học vấn đại tiên sinh ta đến cùng cha nói một tiếng a à, cái kia coi như không tệ. Lê Phong vốn cho rằng mẫu thân sẽ hoài nghi một thoáng nê trần tự vị kia đại tiên sinh học vấn, hoặc là kể một ít cùng loại hoài nghi nói, nhưng chỉ là cái phản ứng này, ít nhiều khiến hắn có chút thất lạc. Mẹ, ngươi đi quá chậm, ta đi trước tìm cha. Ừm. Lê Phong nói xong cũng trực tiếp chạy rời đi, phía sau hai cái người hầu hướng về Lê Phu Nhân thi lễ một cái cũng vội vàng đuổi theo, chi hậu Lê Phu Nhân cùng bên cạnh nha hoàng mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lê bình thư phòng giờ phút này đang mở cửa lê bình ở bên trong vung bút viết cái gì lê phong vọt tới cửa ra vào phanh lại bước chân đến trên cửa tùng 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 mà gõ vài cái a à, là phong nhi tới đây cần làm chuyện gì lê bình ngẩng đầu thấy là con trai mình lộ ra vẻ tươi cười cha chính ta tìm một cái mới phu tử ngay tại nê trần tự bên trong là cái rất có học vấn đại tiên sinh cha ta được hay không được thường đi tìm cái này đại tiên sinh đọc sách sao lê bình cầm bút trên bàn thư văn chỗ viết xuống ký tên sau đó đem bút đặt tại giá bút bên trên mới lại lần nữa nhìn về phía lê phong nê trần tự còn có như thế một tòa miếu có a ngay tại thành nam gốc lệch là lệch chút thế nhưng rất yên tĩnh ta cảm thấy so với miếu lớn muốn tốt a à, ngươi nói phu tử là cái hòa thượng lê phong đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng không phải không phải kia là cái ăn mặc quần áo màu trắng đại tiên sinh a à, tóc dài dài cha ta vụng trộn nói cho ngươi ngươi đừng nói ra ngoài a à. lê phong đến gần cha mình nhón chân lên hai tay không lấy miệng nhỏ giọng nói cái kia họ kế đại tiên sinh có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu bạch hạt còn có thú vị ta hôm nay kỳ thực chính là truy đây tiểu bạch hạt mới tìm được cái kia phá chùa miếu lê bình vốn đang cau mày chợt nghe lê phong câu này nhất thời hơi kinh hãi vội vàng hỏi nói ngươi nói cái kia tiên sinh họ kế họ kế là cái tương đương hiếm thấy họ ít nhất tại lê bình đời này tiếp xúc qua người trong đó chỉ có một cái họ kế hơn nữa còn là cái cao nhân gặp lê phong gật đầu lại truy vấn một câu cái kia họ kế tiên sinh đỉnh đầu trên búi tóc có phải là khác một nhánh mặt ngọc trâm lê phong một thoáng trừng lớn mắt cha ngài nhận biết cái kia đại tiên sinh trên đầu của hắn tựa như là có một nhánh cây trâm nhìn xem thật xinh đẹp cha Ngài là không phải biết hắn a, à, ta có thể hay không tìm hắn dạy ta đọc sách a, à, ta liền muốn tìm hắn, người khác ta đều không cần." Lê Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử đầu, trong mắt tinh thần chấp động sau lại lần nhìn về phía nhi tử. "Ngươi muốn tìm kế tiên sinh, có thể kế tiên sinh đồng ý sao?" "Ha ha ha, chính là hắn để cho ta tới hỏi cha." "Ô." Lê Bình hiểu rõ gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. "Thật tốt, đây không thể tốt hơn." cha ngài đồng ý đương nhiên đồng ý đúng rồi ngươi đi cùng kế tiên sinh nói một tiếng hôm nào chúng ta sách theo bái lễ cùng tất cả đồ vật đi cái kia một bên đi lễ bái sư thế nào lê bình lời này nghe được lê phong thẳng vào đầu trước đó cái kia hai cái phu tử cũng không có làm như vậy a à, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu biết rõ cha đúng rồi cho cái kia tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít tiền lương lê bình sửng sốt một chút hắn đều không nghĩ tới người trong chốn thần tiên sẽ để ý cái này nhưng suy nghĩ một chút hay là nói. Vậy thì cùng trước đó phu tử một dạng thế nào, mỗi tháng bạch ngân 10 lượng. Ừm, ta vậy liền đi nói cho đại tiên sinh. Chờ Lê Phong hứng thú bừng bừng từ thư phòng lao ra, lại vừa vặn gặp Lê Phu Nhân, người trước chỉ là kêu một tiếng mẫu thân, liền mang theo nụ cười chạy ra. Căn bản chờ không nổi đến ngày thứ hai, Lê Phong tại hỏi qua phụ thân sau đó, trực tiếp liền chạy ra khỏi Lê Phủ cửa lớn, cùng tinh lực vô hạn một dạng dùng chạy một đường chạy hướng nê trần tự, có thể mệt muốn chết rồi một mực đi theo gia phó. Ngay cả chính Lê Phong cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc là vì có thể cùng tiểu bạch hạt chơi, hay là lại thêm tại ý cái kia mang theo ấm áp nụ cười đưa tay niết chính mình mặt đại tiên sinh. Một đường vọt tới nê trần tự, Lê Phong thẳng đường liền đi hướng kế duyên vị trí sân nhỏ, lúc này không có hòa thượng ngăn trở, mà lần này hắn cũng không có để gia phó đi theo, đi vào trong viện thời điểm, kế duyên hay là ngồi xem sách, chỉ là ngồi vào tăng xá cửa ra vào sạch gọn trên sàn nhà bằng gỗ. Tựa như mới nghe được động tĩnh một dạng ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi qua cha ngươi sao? Ừm. Hỏi qua, cha ta đồng ý, còn có tiền lương, cha ta nói một tháng mười lượng, tiên sinh nếu là cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể lấy tiền cho ngài. Kế duyên nghe vậy cười to, đứa nhỏ này kỳ thực rất hiểu chuyện, đoán chừng trước đó học những cái kia lễ giáo hay là đều nhớ kỹ, chỉ là mang tính lựa chọn dùng xong ha 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 mười lượng liền tốt tới ngồi ta bên cạnh kế duyên vỗ vỗ bên cạnh chú ý lê phong tới người sau bước nhanh đến gần kế duyên nhăn nhó một thoáng mới ngồi vào kế duyên bên cạnh cách nửa cái thân vị địa phương nhìn thấy đứa nhỏ này có một ít nhăn nhó mâu thuẫn hình dạng kế duyên nở nụ cười xuống lại nói một tiếng ngồi gần một chút nghe được kế duyên lời này lê phong thế là lại đi kế duyên bên cạnh dời nửa cái cái mông kết quả bị kế duyên tay trái một ôm cản miệng trực tiếp đem lê phong hút đi qua lê phong có một ít hưng phấn cùng khẩn trương thậm chí hơi hơi đỏ mặt nhưng cũng không kháng cự kế duyên loại này thân mật cử động phu tử hiện tại liền bắt đầu dạy sao không cần gọi ta phu tử nghe không quen gọi ta tiên sinh tốt rồi từng hiện tại trước không vội dạy cái gì cùng một chỗ nhìn xem sách đây cũng không phải là tại quận thành có thể mua được sách. Kế duyên trong tay sách cũng không phải gì đó cao minh thiên thư, chính là Doãn Triệu Tiên, quần điểu luận, mà con hạt giấy nhỏ giờ phút này cũng rơi vào kế duyên bả vai. Lê Phong thay đổi tại Lê Phủ thời gian cho Lê Gia trên dưới ấn tượng, yên lặng ngồi tại kế duyên bên cạnh, nghe kế duyên nói sách, ngẫu nhiên hỏi chút gì kế duyên cũng là kiên nhẫn trả lời, có đôi khi còn cùng Lê Phong sát có kỳ sự thảo luận, cái này cũng khiến cửa viện vị trí vài cái lê gia gia phó có một ít kinh ngạc thiếu gia thế nào làm sao lại cùng một cái bình thường tiểu hài một dạng a vâng vâng a mấy người thảo luận thời điểm một cái da bột đột nhiên cảm giác được cái cổ mắt lạnh duỗi tay lần mò là một chút nước động lại ngẩng đầu một cái thần sắc càng là hơi sững sờ tuyết rơi a thật a đây còn xa không bắt đầu mùa đông sao vài cái da phó phân phân ngẩng đầu bầu trời giờ phút này đang đáp xuống từng đóa từng đóa bông tuyết mặc dù tuyết rất nhỏ nhưng xác thực tuyết rơi kế duyên đem sách đặt ở trên gối bàn tay hướng mái hiên ở ngoài một đóa ống ánh bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay sau đó chậm rãi dung hóa bắt đầu mùa đông sao mà thiên vũ châu một chút địa phương hôm nay có thể thụ không đến cái gì yên tĩnh tại châu đại lục phía tây dài dằng dặc bờ biển tây hoàn cảnh Tại cái này vốn nên là mùa thu thời khắc, đã kết thành dài dài băng phong mang. Trước kia dù là tại mùa đông, bờ biển cũng không quá sẽ diện tích lớn kết băng, nhưng hôm nay là mảng lớn bờ biển tây hiện ra vạn dặm băng phong trạng thái, bờ biển ngư dân không chỉ đánh không đến cá, càng là chịu đủ trời đông giá rét nỗi khổ. Lục Sơn quân cùng bắt một đi qua lặng lội đường xa đi tới Thiên Vũ Châu thời điểm, nhìn thấy chính là bờ biển tây kéo dài không dứt băng phong cảnh sắc đồng thời toàn bộ đường ven biển sát bên bề ngoài đem một khoảng cách đều duy trì đóng băng trạng thái, đừng bảo là thuyền đánh cá. Chính là bình thường lâu thuyền lớn đều căn bản là không có cách đi thuyền. Hai người lúc tới đương nhiên không có cưỡi cái gì giới vực con đò, lại thêm không cái gì lợi hại ngự không chi bảo, hoàn toàn là cứng rắn bay lên tới, cho nên trên thực tế tại còn chưa tới đạt thiên vũ châu lúc sau đã mơ hồ có cảm giác, tự hồ là thật bắt đầu bắt đầu mùa đông, đến thiên vũ châu tắc thì phát hiện nơi này đặc biệt khoa trương giờ phút này lục sơn quân cùng bắt một rơi vào một chỗ bờ biển đã có một hồi hai người đều nhìn mờ mịt biển lớn phương hướng rất lâu không nói gì có ý tứ làm đến loại trình độ này sao bắt một nhìn xem băng phong bờ biển hơi nghi hoặc một chút mà nói mà lục sơn quân tắt thì một mực khẽ nhíu mày đây chỉ sợ không phải tùy tiện thi triển cái gì thần thông thuật thuật có thể làm được đi bốn mùa thiên thời chính là thiên số ai có thể có mạnh như vậy đại pháp lực đây cũng không phải là giảng đơn hạ nhiệt một chút, hạ hạ tuyết, Lục Sơn Quân suy nghĩ sâu xa rất lâu, thậm chí không xác định liền xem như chính mình sư tôn toàn lực xuất thủ, có hay không có thể làm được chân chính trên ý nghĩa cải biến thiên thời, mà lại coi như cải biến cũng tuyệt đối sẽ lưng vác không nhỏ nghiệp quả. Đương nhiên, tại phàm nhân lý giải trên ý nghĩa thiên thời cải biến tắc thì rất đơn giản, tháng 6 tuyết bay tinh không mưa rào cũng có thể coi là. Này ngược lại là rốt cuộc đã không phải là giảng đơn một thành một chỗ biến hóa này lại chính là mênh mông tuyết lớn thời điểm hai người đứng sắp tới nửa đêm trên thân đã chất đầy tuyết động khởi hành di chuyển thời điểm tùy tiện lắc một cái chính là ào 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 tuyết động đi xuống bởi vì có tuyết rơi có mây che đậy bầu trời nửa đêm bờ biển có vẻ hơi lờ mờ bất quá lục sơn quân cùng bắt một hai người đi một hồi vẫn là nhìn thấy phương xa có ánh lửa khiêu động hỏa quan kia không phải tại trên bờ phương hướng mà là tại đường ven biển bên ngoài hai người cũng không có gì giao lưu một cách tự nhiên liền hướng về ánh lửa kia phương hướng đi đến hai người đều không là phàm nhân cước lực đương nhiên cũng phi phàm chỉ một lát sau vốn ở phương xa ánh lửa đã đến chỗ gần hướng kết băng bên bờ mặt biển nhìn lại ánh lửa kia chung quanh hình như ảnh ảnh trác trác có không ít người lục sơn quân cùng bắt một trực tiếp cưỡi trên mặt băng tới gần tại mấy chục trượng có hơn dừng lại nhìn xem đám người bận rộn Bên kia hết thảy có hơn 20 người, tất cả đều là nam tính, một số người cầm bó đuốc, một số người khiên giá đỡ bưng bồn sắt, bên cạnh còn đậu ngựa kéo xe đẩy tay, bên trên có từng đoàn từng đoàn không biết tên đồ vật. hu u. H u. Tùng 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 tùng. Một đám người trong tay cầm cán dài xẻng sắt, không ngừng dùng sức tại trên mặt băng đục, mệt mỏi tắt thì người bên ngoài thay thế, bận rộn rất lâu, thật dày mặt băng rốt cục bị mọi người hợp lực đục mở một cái không lớn không nhỏ động, mọi người tất cả đều hưng phấn một cái lớn tuổi nam tử dùng buộc vào băng rua trắng cán dài vương vào trong hầm băng cảm nhận được cán dài lên rất nhỏ dòng nước lực cản nhìn thấy màu trắng băng rua bị dòng nước chậm rãi mang thẳng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng thích hợp có thể thả lưới tốt quá tốt rồi từ ban ngày một mực bận rộn đến tối ngàn vạn phải có bầy cá a mọi người mang theo hưng phấn cùng kỳ vọng bắt đầu càng thêm công việc lu bù lên tấm phẳng xe ngựa bên trên thả nguyên lai like là từng cái đoàn lên lưới đánh cá, này lại cũng bị tất cả đều dời xuống tới, có thứ tự mà hướng trong kẻ nước băng tuyết từng chút một thả lưới, thuyền không thể ra biển, qua mùa đông lương thực cũng không tính dư giả. Chỉ có thể dạng này thử thời vận. HUHU phòng giam lúc lên lúc xuống, bận rộn rất lâu, cuối cùng hướng vài cái chuẩn bị cho tốt hầm băng bên trong lấp lại một chút tuyết, đề phòng nó tại thời gian ngắn đóng băng lên sau đó, một đám hán tử mới làm xong tối nay công việc bắt đầu liên tiếp hướng về trên biển bái bái miệng bên trong lẩm bẩm long vương bảo hộ loại hình nói hy vọng có thể lên cá thẳng đến mọi người chuẩn bị đi trở về đột nhiên có người phát hiện chỗ xa xa hình như đứng đấy người bên kia thật giống có người sao đâu đúng a à, ai nha đây sẽ không không phải người sao nói nói chuyện a à. các ngươi là ai một đám hán tử khẩn trương lên, hôm nay cũng không quá bình, tất cả đều cầm lấy trên xe sẻn sắt cùng cương xoa, nhắm ngay xa xa đứng đấy hai người, dẫn đầu mấy người càng là túng ra ở ngực bùa hộ mệnh, không ngừng hướng về phía bùa hộ mệnh cầu nguyện. Giờ khắc này, những cái kia bùa hộ mệnh thế mà bắt đầu phát ra nhàn nhạt chói lọi, khiến một đám ngư dân bỗng cảm thấy phấn chấn đồng thời cũng không khỏi càng căng thẳng hơn. Lục Sơn Quân cùng bắt một hai người đều không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đám người kia, những cái kia bùa hộ mệnh mặc dù không coi là nhiều mạnh nhưng thật là thật đồ vật bắt một giờ phút này đang chuẩn bị giơ tay lên lục sơn quân cười nhẹ một tiếng trước bắt một một bước đã chuyển thân rời đi người sau nhìn nhìn lục ngô bóng lưng cũng để tay xuống chuyển thân đuổi theo cái kia hơn hai mươi cái ngư dân khẩn trương cầm trong tay công cụ cùng bó đuốc nhìn xem trong bóng tối hai đạo thân ảnh kia chậm rãi rời đi từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang hồi lâu sau mới dần dần trầm tĩnh lại Vội vàng thu dọn đồ đặt trời đi, hy vọng chờ đến thu lưới thời điểm có thể có vận may. Lục Sơn Quân cùng bắt một tại trên mặt băng hành tẩu, trong khoảnh khắc liền đã xa xa đem những cái kia ngư dân bỏ lại đằng sau, mặc dù chỉ là quan sát bọn này ngư dân đánh cá, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái kia bùa hộ mệnh cũng không giống như là vài cái người đánh cá có thể được đến đồ vật, càng không phải là bình thường thế tục pháp sư có thể tùy tiện luyện chế. Từng, bọn họ có thể lúc này cả đêm đánh cá xem ra dưới băng hoặc là gần bên cạnh yêu vật không nhiều. Là long tộc đã tham dự sao? Có khả năng. Đương nhiên, Lục Sơn Quân trong lòng còn nghĩ tới, những này ngư dân trong nhà sợ là lương thực dư không nhiều, nếu không như thế trời đông giá rét, ai sẽ buổi tối ra tới đụng vận khí. Bất quá hai người đang nghĩ ngợi sự tình đâu, đột nhiên cảm giác được mặt băng phía dưới có dị dạng, cả hai liếc nhau, nhìn hướng phương xa, tại hai người trong mắt, mặt biển tầng băng dưới mặt đất, có một đầu uống lượng bóng đen ngay tại bơi lội, bóng đen kia có tới dài mười mấy trượng. Ngẫu nhiên ma sát đến tầng băng tắc thì sẽ khiến cho mặt băng phát ra rắc 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 tiếng vang. Bóng đen tốc độ cực nhanh, không ngừng trái phải bơi lội, rất nhanh từ tầng băng dưới mặt đất bơi đến Lục Sơn Quân cùng bắt một chỗ đứng vị trí, hai người cơ hồ tại bóng đen đến thời khắc liền nhảy lên một cái, đạp lên gió lạnh hướng lên bay. Bóng đen ngay tại Lục Sơn Quân cùng bắt một dưới chân dừng lại hình như cũng tại cảm thụ được không trung cả hai một cổ nhàn nhạc long khí nương theo lấy long uy dâng lên giao long lục sơn quân cùng bắt một đồng thời trong lòng hơi động đã rõ băng trắng phía dưới là cái gì các ngươi người phương nào tới đây chuyện gì tầng băng dưới mặt đất giao long phát ra một trận trầm thấp giọng hỏi trong lời nói ẩn chứa một loại làm cho người kiềm chế lực lượng bất quá đối với lục sơn quân cùng bắt một tới nói cũng không tính rất mạnh lục sơn quân lười nói chuyện bắt một tắc thì trước một bước lên tiếng từ không trung chậm rãi hạ xuống hướng về phía mặt băng mang tiếu chắp tay ta cùng lục huynh chỉ là đi ngang qua lâu không xuất sơn lại phát hiện thời tiết dị thường xin hỏi các hạ đây là vì cái gì bắt một đương nhiên là biết rõ một chút thiên khải minh nội bộ tại thiên vũ châu tình huống nhưng trước khi đến lý giải không coi là nhiều mà đây giao long rõ ràng có trên lệch chút ít hướng với chính đạo cho nên cũng đúng lúc sáu điểm mà nói bất quá giao long hiển nhiên cũng không có giảng đơn liền tin hai người này cái kia một cổ yêu khí mặc dù rất nhạt làm hắn mơ hồ có chút ít kiên kỵ hai người này sợ là không quá giản đơn a à, hôm nay sau đó biến hóa xác thực khác thường trừ cái đó ra cũng không có cái đại sự gì lần này đi hướng bắc liền sẽ tốt một chút bốn mùa như thường hai vị có thể đi nhìn xem hướng bắc lục sơn quân tại không trung nhìn ra xa bắc phương bên kia hình như vạn dặm không mây nhưng tại bình tĩnh phía dưới mặc dù không nhìn thấy bất kỳ khí tức gì, lại phản phất có thể cảm nhận được nhàn nhạt đạo ẩn. Đây là một loại linh đài phản hồi, như ám chỉ ánh nến hơi hơi ba động. Lục Sơn Quân là tại kế duyên bên cạnh đợi qua, cho nên đối loại cảm giác này cũng xem như quen thuộc, trong lòng minh ngộ, loại kia đạo ẩn sau lưng đại biểu, sợ là pháp lực thông huyền tu vi thông thiên thế hệ tồn tại. Bắt một, bên kia nên có cường đại tiên đạo lực lượng vị trí, có lẽ còn có chân tiên. Cái gì? nghe được lục sơn quân ngay thẳng như vậy nói ra bắt một hơi kinh hãi cúi đầu nhìn hướng dưới tầng băng giao long bóng tối nhưng cũng chính là hắn cúi đầu một thắc gào gào ầm tiếng rồng ngâm lên tầng băng bỗng nhiên nổ tung từ dưới đi lên nổ lên ngàn vạn nước biển cùng giả long khí phun ra ngoài cực lớn môi rồng từ đuôi đến đầu cắn xé đi lên vuốt rồng cũng hướng lên trời vung đánh ầm ầm chung quanh tầng băng không ngừng nổ tung Yêu quan ma khí kịch liệt đụng nhau, đưa đến chân trời sinh ra một mảnh cực quan biến ảo. Thanh âm này hiển nhiên hù dọa những cái kia gần bờ ngư dân, về nhà tăng tốc đi lại, trong nhà ngủ bị làm tỉnh lại, trút tại trong chăn không dám động đậy, chỉ có số ít người trong lòng kinh trung sợ hơn, còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy chân trời mỹ lệ cực quan. Hết thảy tại hơn một phút sau đó an tỉnh lại, một đạo yêu quan một đạo ma khí hướng về trong thiên vũ châu lục phương hướng cấp tốc bỏ chạy, mà tại bên bờ trên mặt biển ngoại trừ từng mảnh từng mảnh vỡ vụn mặt băng còn để lại một đầu cơ hồ không có sinh lợi giao long long huyết chảy xuống tầng băng vỡ vụn mặt biển theo hải lưu lơ lửng đến rất xa rất xa phi động trên đường lục sơn quân sắc mặt lãnh khốc nhưng trong lòng tâm tư lại chuyển động cấp tốc hôm nay thiên khải minh giống như là uống nhầm thuốc muốn chuyển tới bên ngoài một chút chém giết đụng nhau sợ là không thể tránh được sẽ tấp nập lên cùng đây giao long chính diện giao phong bất quá mới bắt đầu chỉ hy vọng có một ít lựa chọn sư tôn có thể nhận ra xuống. Hai người cấp tốc phi độn thời khắc, có thể cảm nhận được có một ít phương vị có dày đặc quán khí lệ khí, lại thêm có thật nhiều âm khí hội tụ, thậm chí hai cổ âm khí tương xung, nhưng cũng không có thần quan sáng lên, hiển nhiên cả hai đều là u hồn lệ quỷ chảy. Cái này âm quỷ mặt đất tranh nhau, biểu thị ít nhất chỗ kinh chỗ bên này âm ti tại khá cao trình độ bên trên đã sụp đổ. Đột nhiên, một mảnh yêu vân ở phương xa xẹt qua, mà hai đạo tiên quan truy đuổi ở phía sau, tương hổ ở giữa có pháp quan lấp lánh, hiển nhiên là ở tại đuổi trốn giao phong bên trong. Lục ngô, ta xem chúng ta hay là trốn xa một chút. Từng, có đạo lý. Lục Sơn Quân cùng bắt một ngắn gọn giao lưu đạt thành chung nhận thức, tạm thời căn bản không muốn chủ động cùng làm việc xấu, ngự không phương hướng nhất chuyển, lại hạ thấp độ cao ẩn nấp bỏ chạy. Lục Sơn Quân cùng bắt một dĩ nhiên không phải đến Thiên Vũ Châu đi dạo, trên thực tế trước khi đến còn có hạn định kỳ hạn cùng tụ hợp địa điểm, bọn họ thời gian coi như dư giả, nhưng hôm nay cũng không có ý định tại hỗn loạn thiên vũ châu đi dạo lung tung, hôm nay khắp nơi nhân viên đang xen không chừng liền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người trực tiếp dựa theo nguyên bản kế hoạch không ngừng bay về phía nội địa chỗ sâu, đồng thời không có bay hướng tà khí càng nặng cũng càng hỗn loạn địa phương, trái lại bay hướng một cái tương đối ổn định khu vực. Tám ngày sau, tại lục sơn quân cùng bắt một trong mắt, phía dưới khu vực đủ loại khí tức đã đối lập bình ổn trong tầm mắt xuất hiện một cái nhìn như coi như tường hòa thành lớn vòng hành lang đây chính là chuyến này thiên khải minh một bộ phận tụ hợp chỗ lựa chọn một cái an ổn phố phường thành thị mà không phải cái gì hung hiểm âm tà chỗ cũng rất có loại đảo ngược tư duy ý tứ bây giờ chính là buổi sáng toàn bộ thành thị dần dần bắt đầu tỏa ra sức sống tiếng ồn ào từng chút một từ không tới có vô luận là cao trạch đại viện vẫn là phố phường tiểu viện là đầu đường cuối ngõ vẫn là cửa thành gác cao, các nơi đều tràn đầy phố phường sinh lợi khí tức. Bởi vì kế duyên đến một tòa mới thành, bình thường mà nói ưa thích từ ngoài thành chậm rãi đi vào trong thành, lấy loại phương thức này cảm thụ thành thị phong mạo, cho nên Lục Sơn Quân cũng khá là yêu thích dạng này, mà bắt một đối loại sự tình này hướng tới không quan trọng, cho nên hai người cứ như vậy rơi xuống thành bắc cạnh ngoài. Theo vào thành dòng người cùng đi vào trong thành này, thủ vệ quân tốt thỉnh thoảng sẽ hướng một chút nhìn qua loa phú quý một điểm nhiều người đề ra nghi vấn vài câu hoặc là tận lực làm khó dễ vài câu là chính là có thể thu điểm chỗ tốt đương nhiên nếu như nhìn thực sự không nên dây vào càng không tốt chọc tắt thì lựa chọn không nhìn bất quá lục sơn quân cùng bắt một hai người hiển nhiên là tương đối thích hợp bóc lột đối tượng một cái thư sinh một cái sao một tên giữ cửa binh lính lấy tay khuỷu tay chọc chọc bên cạnh đồng bạn lại gần nói a à, các ngươi xem bên kia thư sinh kia bên cạnh A U, thư sinh này vốn là rất tuấn lãng, có thể cùng bên cạnh vị này so sánh, liền lại trên lệch một đoạn A, đây cũng quá làm rõ ràng chút, thư sinh kia bên cạnh sợ căn bản không phải nam nhân vài cái quân tốt tương hổ tụ đầu lại ngẫu nhiên nhìn trộm cách đó không xa người ý là, nữ giả nam trang không sai có đạo lý xác thực, nói như vậy thật càng xem càng giống cái này có thể thật xinh đẹp a, à, thay đổi hồng trang còn được sao? So với mộng xuân lâu hoa khôi thế nào? Hắc hắc hắc. Hắc 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 hắc. Chờ lục sơn quân cùng bắt một tiếp cận, mấy tên sĩ tốt vội ho một tiếng, liền chuẩn bị đi ngăn trở, chỉ có điều một người trong đó vương đi ra ngăn cản tay vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, liền đã thấy được bắt một yêu dị ánh mắt. Vài cái sĩ tốt phân phân sửng sốt, hai mắt lực chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn lấy, từ có thần chậm rãi chuyển biến làm vô thần thẳng đến lục sơn quân cùng bắt một từ bên cạnh đi qua một hồi lâu vài cái sĩ tốt mới thanh tĩnh lại phân phân tương hổ nhìn xem không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì xuyên qua cửa thành cánh cổng lục sơn quân ghé mắt nhìn hướng bắt một bắt một ngươi ngược lại là trở nên thiện tâm nha thế mà không có trực tiếp động thủ lấy tính mạng bọn họ ha ha mấy câu mà thôi đối với ta mà nói căn bản không quan trọng gì mà lại nơi đây vẫn là không nên lên quá nhiều gợn sóng là tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng công việc không lâu, ba năm ngày bên trong liền sẽ chậm rãi mất hồn tán phách. Hai người đi vào trong thành, cùng ngoài cửa thành một dạng, bên trong bố cáo dán chỗ cũng dán vào trưng binh chinh lương loại hình bố cáo, hiển nhiên nơi này bình tĩnh cũng không phải là dài lâu chi an. Mãi cho đến vào trong thành phồn hoa khu vực, ngoại trừ thành hoàng miếu phương hướng thần quan, lục sơn quân cùng bắt một thế mà đều không có cảm nhận được rõ ràng đặc thù khí tức liền phản phất thật chỉ là một tòa người bình thường ở giữa thành thị xem ra tất cả mọi người giấu đi rất sâu trong thành này còn không có cảm giác được cái gì yêu khí tà khí cái kia có thể chưa hẳn lục sơn quân tiện tay một chỉ theo hắn tay chỉ phương hướng nhìn lại bắt một thấy được ngậm một cái cây tâm từ đường phố góc đối nơi nào đó ra tới một cái hán tử mà đối phương ra tới phương hướng cách đó không xa chính là một tòa tráng lệ nhà lớn tấm biển bên trên viết mộng xuân lâu đích lý cái lan đường, đích lý lý cái hắc. Lão ngư giờ phút này hiển nhiên phi thường hài lòng, toàn thân đều lộ ra thoải mái cảm giác, tựa như đã sớm biết lục sơn quân cùng bắt một tới, chính là theo con đường hướng bọn họ đi tới, cùng cách đó không xa hai người đưa tay chào hỏi. Ha ha ha, lục ngô, rất lâu không thấy nha, còn có ngươi cái này ách. Lục ngô, hắn gọi là cái gì nhỉ? Bỉ nhân. Lão ngư phất tay trực tiếp đánh gãy bắt một lời nói được rồi ngươi tên gì không trọng yếu đi 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 lục ngô theo ta cùng đi cái kia mộng xuân lâu bên trong hoa khôi cùng vài cái đương hồng cô nương đều có thể ưa thích lão ngưu ta ta giới thiệu cho ngươi biết nhận biết ha 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 lục sơn quân cười nhạt một chút né qua lão ngưu đáp tới cánh tay ngươi cái này mang ngưu xem ra là so với chúng ta đến sớm không ít liền mang chúng ta đi hội nghị vị trí đi cũng có thể nói một chút thiên vũ châu hôm nay tình huống đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì ngưu bá thiên nhìn thoáng qua bắt một hắn biết rõ gia hỏa này âm hiểm đây nhưng cũng đồng dạng rõ ràng loại này ma đầu nhất là lớn yếu sợ mạnh đối tốt với hắn một chút trái lại càng dễ bị lợi dụng cho nên cũng lười cùng bắt một kéo quan hệ thế nào dù sao cũng là lục sơn quân sự tình a à, các ngươi thật đúng là sốt ruột ta là không có chút nào gấp bất quá lục ngô xem ra là cảm thấy rất hứng thú là được rồi Bắt một đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không giận lão ngưu đối với hắn không nhìn, còn phối hợp chen vào nói, đối với loại này nhiệt tình mà bị hờ hững hành vi cũng làm cho lão ngưu không chút nào hiểu ý, chỉ là lôi kéo lục sơn quân phối hợp đi. Đã như vậy vậy liền đi thôi, ngươi bên cạnh cái này thầy tướng số chỉ sợ là sớm biết một số việc, còn cố ý giấu giếm ngươi, lục ngô, như loại này đồ vật, tìm một cơ hội ăn rồi cũng được, ta hôm nay có thể là rõ ràng, chúng ta thiên khải minh cũng là một cái củ cải một cái hố, tiến thêm một bước cũng là phải xem vị trí. Tương lai chỗ tốt càng là khó lường. Lão ngư lúc nói chuyện còn mang theo ý cười nhìn bắt một liếc mắt, tại bắt một cảm giác bên trong, cùng lục sơn quân bình thường tương đối lãnh đạm khác biệt, cái này mang ngư mặc dù tràn đầy ý cười nhìn xem rất chất phát, thực ra ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là xâm nhiên. Cũng làm cho bắt một ý thức được cái này mang ngư lời nói chỉ sợ là nghiêm túc lục ngô cùng ngưu bá thiên hai cái này yêu quái tu vi không tầm thường tiềm lực càng là kinh khủng là thiên khải minh tầng trên coi trọng hôm nay thời gian lâu dài một chút càng làm cho một chút tiếp xúc nhiều người rõ ràng cái này hai một cái so với một cái nguy hiểm bất quá bắt một hôm nay coi như bị ngưu bá thiên như thế xem thường cũng y nguyên thật cao hứng bởi vì hắn biết rõ cái này lục ngô cùng mang ngưu mặc dù một mực tương hổ đỏ sức nhưng quan hệ nhưng thật ra là thật tốt hai người này mặc dù lại không đối phó cũng là ít có sẽ ở thời khắc mấu chốt hỗ trợ mà hắn bắt một hôm nay cùng lục ngô là đồng minh tương đương với sau này cũng có thể được cái này mang ngưu trợ lực chỉ là tại bọn họ nhàn nhã với trong thành đi tới thời điểm sách trời đột nhiên bắt đầu trở tối ba người cùng cái khác bách tính một dạng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại trên trời không biết từ lúc nào bắt đầu ngay tại nhanh chóng hội tụ phong vân có người thi pháp lục sơn quân sắc mặt nghiêm túc dưới đất thấp nói một câu lão ngưu ở một bên gật đầu không sai mà lại thi pháp chi người đạo hạnh cao thâm mặt trắc lôi vân hội tụ lại tựa như tự nhiên thiên tượng chỗ tụ thành thị này vốn là thiên khải minh tụ hội một cái địa phương cho nên thi pháp gần như không có khả năng là chính thiên khải minh bên cạnh dân chúng còn lại là tại ngắn ngủi ngay người sau đó phân phân la lên về nhà hoặc là tìm địa phương tránh mưa người sáng suốt nhìn lên liền biết muốn trời mưa to khả năng còn sẽ có lạc lôi cho nên phân phân chạy tứ tán liền khiến cho đứng tại chỗ nhìn xem bầu trời lục sơn quân ba người hiện ra đặc biệt đột ngột. Tại lôi vân hội tụ ngắn mũi mấy hơi bên trong, trong thành thành hoàng miếu chỗ có thần quan dân lên, một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc thành hoàng đứng tại trên mái miếu nhìn xem chân trời phong vân, cái kia mây đen cuồn cuộn khiên động hội tụ, tựa như trong mây đen tâm có một cái đáng sợ phong vân chi nhãn, còn không có lôi đình dân lên. Nhưng đã cảm nhận được cuồn cuộn thiên uy. Cao nhân phương nào lúc này thi pháp, ta là bản thành thành hoàng, mong rằng cao nhân ban cho gặp. Thành hoàng thanh âm truyền ra ngoài, bầu trời bên trong còn không có âm thanh trả lời, trong thành rồi lại dâng lên một cổ kinh khủng áp lực, đây là một cổ khiến thành hoàng ngạc nhiên đáng sợ yêu khí, liền tựa như một mảnh hư vô hỏa diễm đột nhiên hướng lên trời vọt lên, cùng bầu trời phong vân áp lực đụng vào nhau. Trong thành, lại, lại ẩn nút bực này yêu quái. Thành hoàng tự biết tuyệt đối nhúng tay không được bực này giao phong, vội vàng ẩn trốn vào trong miếu chân trời trên tầng mây giờ phút này xuất hiện mấy chục đạo thanh âm một bộ phận tiên quan rạng rỡ còn có một phần nhỏ tản ra một loại đặc thù yêu khí chính là long tộc long khí dẫn đầu một người là một tên đầu đội tử kim quan vũ y lão giả một thân hai mắt như điện trong mắt ẩn nấp mênh mông đạo ẩn nhìn hướng phía dưới thành trì yêu nghiệp ngươi ẩn ở đâu đều không làm nên chuyện gì tiên nhân có tiếng như sấm mang theo trong mây như tia chấp hướng trong thành áp xuống tới đến mặt đất thời điểm nghe vào phổ thông bách tính trong tai đã chỉ còn lại ầm 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 một mảnh nhưng tại lục sơn quân bọn người trong tai lại đinh tai nhức óc đồng thời trong lòng không tự chủ được phát trung đây cũng không phải là đơn thuần e ngại mà là bản năng báo động trước ồ ha 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 đạo nguyên tử đây chính là nhân gian thành trì trong đó phàm nhân ngàn vạn ngươi dám ở chỗ này cùng ta động thủ trên mặt đất có chút bén nhọn thanh âm hô ứng chân trời tiếng sấm mà lên nghe vào phàm nhân trong tay liền tựa như lăng liệt gió bất gào thép giống như lấy đáng sợ hàng ý vạn vật đều có sinh diệt thiên hạ đại loạn sinh linh đồ tháng chết tại trường hảo kiếp này bên trong người bất tri phàm kỹ kết thúc trường hảo kiếp này mới là nhân gian phúc đức cùng cuộn thanh âm quanh quẩn thiên địa trong đó chi ý đã không cần nói cũng biết đối phó đạo hạnh đã tới đỉnh cao nhất yêu quái phải có tru diệt nhất định trừ quyết tâm không thể dao động tâm thần lần trước cũng là bởi vì cố kỵ quá nhiều trái lại chết càng nhiều người cùng tiên tu. Đường phố phía dưới, Lục Sơn Quân vẫn là gương mặt kia, Lão Ngưu cùng bắt một lại đồng thời sắc mặt đại biến. Tiêu rồi. Lão Ngưu càng là trực tiếp kéo Lục Sơn Quân liền đi. Lục ngô ngươi cái này sao tai họa, vừa đến đã để cho ta xui xẻo, đi mau đi mau, trước đó hai trận chân tiên đẳng cấp đại chiến, gián tiếp hoặc trực tiếp khiến cho càng không chấn động thiên địa quý biến, chúng ta lưu tại cái này mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Bất quá lão ngưu lôi kéo một thoáng lục sơn quân lại không có lập tức kéo động, người sau y nguyên nhìn chăm chú lên bầu trời, nhìn hướng lão ngưu cùng bắt một. Chỉ sợ không phải tùy tiện muốn đi liền có thể đi. Lời tuy nói như vậy, lục sơn quân vẫn là thu hồi ánh mắt, cùng lão ngưu cùng bắt một cùng một chỗ hướng trong thành một phương hướng nào đó bước nhanh bước đi, bên đường trong cửa hàng còn có rất nhiều chuẩn bị tránh mưa người đi đường cùng với thương gia, trên đường còn có nhanh chóng chạy bách tính cùng thu thập sạp hàng di chuyển nhanh chóng tiểu thương trên mặt bọn họ đều có đối thiên uy lo sợ dạng này lôi vân hội tụ đối với phàm nhân mà nói phần lớn là chưa từng nhìn thấy đến giờ phút này trong thành một chút yêu khí cùng ma khí cũng bắt đầu dần dần tràn ngập lên bởi vì đã mất đi ẩn nút cần thiết mặc dù y nguyên có như lục sơn quân bọn người một dạng ẩn tàng khí tức nhưng cho dù là như bây giờ cũng đã để trong thành như quần ma loạn vũ khí tức số lượng có lẽ không nhiều nhưng từng cái đều không thể khinh thường nếu không phải trong thành còn có mấy vạn bách tính tại chỉ nhìn yêu khí ma khí tà khí sen lẫn hình dạng thật tốt giống như đây là một tòa yêu ma chi thành lão ngư mang theo lục sơn quân cùng bắt một một đường đi vội một cái khách sạn cửa ra vào thiếu niên hình dáng uông u hồng đang cùng mặt khác hai cái yêu quái đứng tại cửa khách sạn nhìn hướng bầu trời hình như phát giác cái gì uông u hồng ánh mắt nhìn về phía cuối con đường con mắt thứ nhất nhìn thấy được cấp tốc đi tới lão ngư bọn người Lục Ngô, Bắc Mộc. Lão Ngưu đi như gió lửa, còn chưa tới khách sạn phía trước đã hướng về Ung U Hồng hô hoáng. Họ Ung, nghĩ một chút biện pháp thế nào thoát khốn, loại tình huống này, không đến nỗi muốn mọi người chúng ta cùng tồn vong sao. Tiếng nói bắt đầu thời điểm Lão Ngưu bọn người còn tại đầu phố, tiếng nói một chữ cuối cùng hạ xuống, ba người đã đến khách sạn trước cửa, thấy cảnh này bên đường bách tính đều trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy ba người này đi như cuồng phong, chẳng qua hiện nay tình huống này lão ngưu cảm thấy cũng không cần thiết tại phàm nhân trước mặt giả trang cái gì hừ hừ bọn họ muốn cùng tồn vong ta còn không ý muốn đâu tay nhặt cành hoa đào thiếu niên cười lạnh một câu trong tay cành đào đã thuận thế cắm vào khách sạn sàn nhà cành bên trên bắt đầu mở rộng ra một chút sợi rễ bên trên vài cái nụ hoa cũng chậm rãi nở rộ từng mảnh từng mảnh đua nở hoa đào như máu tại kiều diễm nhất thời khắc cánh hoa phân phân tróc ra bay đến lân cận bên người thân Ngưu Bá Thiên cùng Lục Sơn Quân bọn người mỗi người đều tiếp nhận một mảnh cánh hoa. Còn có rất nhiều cánh hoa bay đến trưởng quỹ khách sạn cùng hỏa kế, cùng với một chút cái khác trụ khách cùng phụ cận bách tính trên thân. Những người này nhìn thấy Mỹ Lệ cánh hoa bay tới, vô ý thức liền đưa tay đón. Mỹ Lệ cánh hoa đào ngay tại nháy mắt dung nhập thân thể bọn họ. Làm bọn hắn tò mò lại kinh ngạc trên dưới xem xét cũng nhìn không ra cái gì. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Sơn Quân hiếp mắt hỏi lên như vậy, quân u hồng cười cười chỉ hướng bầu trời bên trên tiên nhân trong lời nói mặc dù quyết tuyệt nhưng tuyệt sẽ không thật hoàn toàn không để ý phàm nhân chết sống không cần đến liều mạng chạy nhanh chúng ta tiếp tục trốn ở khách sạn này bên trong liền có thể chưởng quỹ khách sạn này lại cũng nhiễu bộc lộ lên trên bục gần bên này tò mò nhìn trên mặt đất một gốc cây đào nhỏ cái này khách quan chẳng lẽ là hiểu được pháp thuật cao nhân pháp sư cây đào này bắt một vượt lên trước một bước nói chuyện lấy ra một thỏi bạc đưa cho trưởng quỹ khách sạn cười nói. Ta xem tám thành là đúng, đúng rồi, trưởng quỹ cũng cho chúng ta mở hai gian phòng hảo hạng. Ách, tốt. Đang khi nói chuyện, bên ngoài tầm ầm. Tiếng sấm vang lên, bị dọa sợ đến trưởng quỹ khẽ run rẩy lẩm bẩm cái này kỳ quái lôi vân liền đi ký sổ. Trên trời cùng dưới mặt đất khí tức đụng nhau thì tại giờ phút này càng ngày càng nghiêm trọng, dù là thường nhân, này lại cũng bắt đầu cảm giác được 10 phần khí muộn, khí muộn đến hô hấp khó khăn, dù là đã về đến nhà chuẩn bị tránh mưa người, cũng không thể không mở ra một chút xong cửa hoặc là đứng tại cửa ra vào thông khí. Ào 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 ào. Mưa to rốt cục hạ xuống, nhưng tại mười mấy hơi thở sau đó, đứng tại cửa thành binh sĩ tất cả đều bị bị dọa sợ đến sụi lơ trên mặt đất, nơi xa lại có tựa như sông lớn lật úp kinh khủng hồng thủy hướng về thành trì phương hướng cuốn tới. Gào gào, gào. Gào nương theo lấy trầm thấp gào thét cùng rồng ngâm hồng thủy bên trong có thật nhiều long ảnh như ẩn như hiện tại một chút trên tường thành hoặc là nóc nhà bên trên yêu quang hiện ra thời khắc đại hồng thủy đã lấy khoa trương lực lượng xông vào trong thành trong thành một chút bách tính nhìn thấy đầy trời hồng thủy vượt qua thành tường vọt tới rất nhiều người phản ứng đầu tiên chỉ là ngơ ngác nhìn nhân lực làm sao có thể chống lại dạng này hồng thủy ầm ầm rầm rầm thành trì thành tường trực tiếp tại đỉnh lũ bên trong sụp đổ vẻn vẹn mấy hơi thời gian mảng lớn phòng ốc liền bị xông hủy hồng thủy quả thực thế không thể đỡ bất luận phía trước là lầu cắt vẫn là bình phòng là trạch viện hay là đường phố hết thảy kiến trúc đều tại đỉnh lũ xung kích phía dưới hủy đi a à, lũ lục tới chạy a à, lão thiên gia dân chúng thất kinh mà gào thét sợ hãi đánh thẳng vào tất cả mọi người tiếng lòng phàm nhân kêu khóc chạy trốn nhưng bất luận trong phòng hay là ngoài phòng đều không người nào có thể chạy thắng hồng thủy phân phân bị khoa trương dòng lũ bao phủ mà tại hồng thủy xung kích cả tòa thành trì giờ khắc này từng đạo yêu quan tà khí cùng ma khí phân phân phóng lên tận trời tại nửa không trung hóa thành nguyên một đám thiên khải minh yêu ma trong đó lại thêm có một ít tồn tại yêu khí như hỏa diễm thiêu đốt thậm chí có bản thân liền hội tụ phong vân lục sơn quân cùng ngưu bá thiên bọn người ở tại hồng thủy đánh tới một khắc vốn là cũng vô ý thức mong muốn bay lên trời nhất là cái này đỉnh lũ bên trong có thật nhiều dao long thân ảnh hiển hiện nhưng tại sắp bay lên một sát na kia quân u hồng lại ngăn lại bọn họ đừng nhúc nhích ngay tại khách sạn bên trong đợi cái gì đầu óc ngươi hỏng rồi lão ngưu tâm tư khẽ động rõ ràng đã xem thấu ung u hồng ý tưởng lại hai mắt xích hồng mười phần táo bạo mà gầm thét một tiếng hình như mong muốn lập tức lao ra mà một bên lục sơn quân tắc thì trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn một cái gỗ chết hắn bả vai Ma Ngưu, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn đón ngươi, nhưng đừng buông thỏng chúng ta, nhớ kỹ đừng dãy dụa. Ung U Hồng xem lục ngô ngăn cản Ngưu bá thiên, mới như thế U U châm chọc thêm dặn dò một câu, bất quá hắn cũng chỉ tới kịp nói một câu như vậy, thậm chí lão Ngưu mắng lại cơ hội đều không có, chỉ mở miệng nói rồi một cái, ngươi, chữ, đầy trời hồng thủy liền lao đến. ầm ầm, Toàn bộ khách sạn đều bị nháy mắt sông hủy, đỉnh lũ độ cao thế mà tối thiểu có hai mươi mấy trường, vượt xa thành trì bên trong cao nhất một tòa tháp lầu. Cường đại dòng nước xé rách lấy tất cả mọi người, lão ngưu làm ra mong muốn bạo khởi hình dạng, nhưng lập tức bị lục sơn quân, quân u hồng cùng bắt một ba người liên thủ bắt lấy, mặt khác hai cái yêu quái tắc thì rút tại một bên không dám có dư thừa động tác. Gào gào. Từng đầu cực lớn rồng ngâm từ khách sạn phế tích bên trong xuyên qua, dù là không có đếm kỹ, trong mắt đi qua tối thiểu có vài chục đầu cực lớn lão giao long, có thể nói kinh khủng. Một chút đồng dạng tại Hồng Thủy bên trong không có kịp thời bay lên yêu ma, ở trong nước yêu quang ma khí cơ hồ nháy mắt liền bị giao long khóa chặt, hợp lực quấy nước hoặc là há miệng thôn vệ, lực lượng đáng sợ đem cái này một tòa hủy ở đỉnh lũ bên trong thành trì cơ hồ xoắn nát. Nhưng cũng là lúc này, Lục Sơn quân bọn người phát hiện, ra tới bắt đầu khó chịu, bọn họ thân hình thế mà không tiếp tục chịu đến quá nhiều xé rách, chỉ là theo dòng nước bị không ngừng xung kích hướng về phía trước, nhưng tốc độ lại cũng không khoa trương ung u hồng chỉ chỉ chung quanh hai mắt y nguyên xích hồng lão ngưu hình như vậy mới tỉnh táo lại tại bọn họ trong tầm mắt chưởng quỷ khách sạn cùng một chút phàm nhân đều bị dòng nước cọ rửa tiến lên giống như bọn họ bị cuốn vào nguyên một đám đáy nước vòng xoáy khổng lồ bên trong những phàm nhân này rõ ràng đều đã đã hôn mê đương nhiên cũng có tử vong nhưng thấy thế nào loại kia thân hình vẫn chưa bị thương quá nặng chết đi đều giống như bị hù chết lục sơn quân bọn người giống như cùng phàm nhân một dạng nước chảy bèo trôi Tại vòng xoáy lớn bên trong không ngừng xoay tròn, đồng thời không dậy nổi yêu quang bất động ma khí, nhìn xem đáy nước từng tràn trong nước đấu pháp, bọn họ không biết có phải hay không là cũng có người như bọn họ một dạng thông minh cùng may mắn. Nhưng ít ra có thể khẳng định chính thành Thiên Khải Minh đồng bạn đều vì tránh né khí thế hung hung thủy hành công kích, đều vô ý thức lựa chọn bay lên bầu trời. Hoàn toàn bị dòng nước sông hủy vứt bỏ thành trì trên không, yêu quang ma khí tràn ngập, cầm đầu là một tên mang theo mạng che mặt áo trắng nữ tử đang cúi đầu nhìn xem phía dưới ngập trời hồng thủy, nguyên bản thành thị ngoại trừ một chút thành tường còn sót lại tại dưới nước, đại đa số kiến trúc phế tích cũng theo hồng thủy bị sông về xa xôi phương hướng. giờ phút này nguyên bản thành trì phương hướng, đưa mắt nhìn lại đã tất cả đều là sóng lớn cuồn cuộn lũ lụt, tự như là người làm sáng tạo một mảnh hải dương, có thể thấy được gặp tai họa căn bản không chỉ cái này một thành phạm vi, mà tại cái này một mảnh hải dương bên trong có thật nhiều long ảnh bơi lội long khí ngút trời tựa như hình thành mặt đất vây quanh ầm 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 bầu trời bên trong trong tầng mây ti chấp không ngừng khiêu động cơ hồ tại cùng một thời khắc vạn quân lôi đình từ trời mà xuống từng đạo lôi đình thế mà hiện ra đủ loại sắc thái đánh về phía bầu trời bên trong từng cái yêu ma đền tội nhận lấy cái chết bầu trời bên trong như cùng cuộn thiên uy thanh âm áp đảo trên trời lôi đình cùng trên mặt đất dòng lũ cũng áp đảo ngàn vạn bách tính tiếng kêu cứu cùng tiếng la khóc mà theo một đạo kinh khủng yêu khí dẫn đầu nên đón thiên lôi, chính tà giao phong cũng tại bầu trời bên trong mở rộng. Hừ, nghĩ hay thật. Áo trắng nữ yêu kêu to một tiếng, trực tiếp nên đón thiên lôi phóng lên tận trời, mang theo cùng cuộn yêu khí phóng tới tầng mây trung tâm, mà bầu trời bên trong có chói mắt lôi đình cũng tại lúc này từ đó tâm hạ xuống, mơ hồ có thể thấy được trong lôi đứng thẳng một người, tựa như theo lôi đình phất tay áo mà kích. Ầm. Thiên địa hoàn toàn trắng bệt lôi quan tại bầu trời bài sơn đảo hải đồng dạng lăn hướng bốn phương tám hướng giống như cùng trên trời do lôi cấu thành cực lớn gợn sóng sóng xung kích phía dưới dò xét mặt đất càng là kích thích ngàn vạn nước cuồn cuộn như không cái này hải dương tại sợ là mặt đất chẳng những sẽ địa chấn càng là sẽ bị từ trên xuống dưới nghiền nát những cái kia không trung yêu ma bản sự cũng không nhỏ giờ khắc này đồng thời không có chịu đến tổn thương gì nhưng lại căn bản là không có cách đứng ở giao phong trung tâm chỉ có thể theo xung kích rời xa nếu không ngạnh kháng là thực sẽ bị thương nặng từng đạo long ảnh cùng tiên quang cũng ở ngoại vi xuất hiện cùng những cái kia bị xung kích cuốn qua đến yêu ma giao thủ trong đó một cái mấu chốt phương vị không trung lão ăn mày một mình đứng tại cùng phong sóng biển bên trên ba trường trên cổ tay cuốn lấy khổn tiên thằng Hiếp mắt nhìn xem bầu trời cùng mặt nước tình hình chiến đấu có thể cùng sư huynh cứng đối cứng giao thủ có phải hay không tên nghiệp chướng này đâu từng Nguyên bản ngay tại suy nghĩ lấy sự tình lão ăn mày đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy cái kia đang cùng với chính mình sư huynh giao thủ áo trắng nữ yêu lúc này mạng che mặt tróc ra, lại là chính mình nhận biết. Đồ tư yên. Cái này nghiệt xuất thật sự là chính đuôi sao. Không có khả năng. Lão ăn mày nhiều lần xác nhận phương xa cùng sư huynh đạo nguyên tử đấu pháp đến cùng có phải hay không đồ tư yên, dù là bề ngoài không kém bao nhiêu, khí tức cũng tương đối gần, nhưng cũng không dám khẳng định chính là lúc trước cái kia tám đuôi hồ yêu. Phải biết đồ tư yên năm đó có thể là bị hắn lão ăn mày tự tay trấn áp qua, hồ yêu tu luyện tới tám đuôi mặc dù cũng là mười phần khó lường đại yêu, nhưng một đuôi chi hôm sau kém mà khác, giờ phút này yêu nghiệt có thể cùng sư huynh đạo nguyên tử đấu lâu như vậy, không quá giống là cưỡng đề tu vi đi tới hình dạng. Lão ăn mày mày nhíu lại thành rồi chữ xuyên, nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không đúng, dù là đồ tư yên chân tu thành rồi cửu vĩ hồ yêu, Vậy cũng không có đi qua bao nhiêu năm mới là. Thành thị phế tích sở tại Hải Dương, trên không, Đạo Nguyên Tử cùng áo trắng nữ yêu đấu pháp phạm vi đã không có những người khác dám tới gần, ngoại trừ cả hai đấu pháp đụng nhau yêu khí cùng tiên quang, còn lại yêu ma đều nghĩ hết tất cả biện pháp tránh né cả hai giao phong dư ba. Cho dù như thế, Y Nguyên có không ít yêu ma không chịu nổi loại này giao phong xung kích từ đó chịu đến tổn thương. Loại cảm giác này đối với rất nhiều yêu ma tới nói cực kỳ quỷ dị cũng không phải là thật bởi vì chân tiên cùng cửu vĩ hồ yêu ở giữa đấu pháp tạo thành cường đại uy năng xung kích mà là bất luận bọn họ thế nào tránh né thế nào chạy trốn đồng thời rõ ràng đã né tránh dư ba lại như cũ có loại gợn sóng một dạng cảm giác đánh tới toàn bộ thân hồn liền tựa như uống rượu say một dạng lay động một chút yêu ma trở nên có một ít u ám có dứt khoát một lần nữa rơi vào mặt nước lúc này trong nước giao long liền sẽ hợp nhau tấn công còn như bầu trời trên tầng mây tiên tu cùng một chút long tộc tắt thì sớm đã cách thật xa không dám tùy ý chân bước loại này tầng bậc giao thủ đương nhiên cũng sẽ thời khắc chú ý đến chuẩn bị trốn tới yêu ma dám đứng tại loại này xung kích bên trong bất vi sở động ngoại trừ lão ăn mày ở đây thật đúng là không có bao nhiêu dù là nhìn như ảnh hưởng không lớn cũng tuyệt đối không phải thật sự không có ảnh hưởng bởi vì người đã ở đạo ý xung kích bên trong trình độ nào đó so với đơn thuần đối mặt chân tiên tạo thành nguy cơ còn muốn ngụy biến khó liệu. ầm um, Xoạt. Chân trời lại mang theo một mảnh cực quan, cái này quan sát biến ảo tựa như thân ở chân tiên cùng chính đuôi giao phong bên trong pháp lực dây dưa, thân ở ảnh hưởng đến phạm vi người kiệt lực mong muốn chạy đi lại thật giống như bị cuốn vào sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, chỉ có thể theo sóng lớn sóc nảy. Đồng thời vận dụng chính mình hết thảy thủ đoạn ổn định thuyền nhỏ, không để cho mình ngã vào sống lớn bên trong nhìn như không có trực tiếp chịu đến công kích lại hung hiểm dị thường sư huynh không nên cùng yêu nghiệp này truyền đấu cùng hắn đối cứng nàng có lẽ chống đỡ không lâu lão ăn mày ở phương xa truyền âm cho đạo nguyên tử lấy hắn tu vi đương nhiên có thể làm được loại trình độ này đấu pháp bên trong y nguyên tinh tế tỉ mỉ mà truyền âm qua đạo nguyên tử giờ phút này chính dẫn động lôi đình cùng yêu khí kịch liệt đụng nhau mỗi một đạo lôi đình bên trong đều ẩn chứa tràn ngập sát ý pháp lực, nghe được chính mình sư đệ truyền âm, thân là chân tiên hắn y nguyên lông mày giật mình. Ta như vậy vẫn không tính là đối cứng. Bất quá mặc dù hôm nay đã là chân tiên tu vi, đạo nguyên tử cũng như cũ tại giờ khắc này hồi tưởng lại năm đó sư huynh đệ tương hổ tương đối những năm kia tuổi, trên thân lại dâng lên một cổ khí thế. Đạo nguyên tử nâng tay phải lên, bầu trời lôi đình cũng tại lúc này hạ xuống. Ầm 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 mấy đạo lôi đình không có bổ về phía yêu quái ngược lại là trực tiếp đánh xuống đến đạo nguyên tử trên tay phải cánh tay kia hư nắm lôi đình tại tay hắn tốt nhất giống như biến thành một thanh điện quang sen lẫn trường kiếm màu sắc tại hai màu tím đen ở giữa không ngừng biến hóa đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng một mảnh trong suốt nghiệt chướng bảo ngươi lãnh giáo một chút lão phu ngự lôi chi pháp cao minh cái này đã là lôi pháp cũng coi là kiếm pháp rồi Chiêu thức này thần thông ngay cả lão ăn mày đều chưa thấy qua, tại tử thanh lôi kiếm xuất hiện tại đạo nguyên tử trong tay thời điểm, trực diện phong mang hồ yêu chỉ cảm thấy trên thân đầu tóc đều bị lôi đình chỗ nhiễu, phản phất muốn nhét lên tới. Đây là một loại mãnh liệt cảnh cáo, trước đó lôi đình tưới thân cũng không thể khiến trên người có cái gì dị thường, mà này lại lôi pháp còn không có hạ xuống, lông tóc cũng đã cảm nhận được lôi đình chi ý. Gào Trong thấy đạo nguyên tử tế ra sát chiêu, Hồ yêu đương nhiên không dám kinh thị Nếu không tuyệt đối là tự chịu diệt vong Dơ thẳng lên trời điên cùng gào thét một tiếng Phía sau nguyên bản một mực do yêu khí cấu thành chính cái hư đuôi Tại thời khắc này phân phân hóa thành thực chất Đạo nguyên tử Không phải chỉ có người biết kiếm thuật Hồ yêu thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa Nàng căn bản không quản cũng không đoái hoài tới cái khác yêu ma Mở rộng hai tay áo Trong đó bay ra mấy chui quy cách khác biệt trường kiếm Tay phải bắt lấy một thanh tinh tế hắc kiếm còn lại trường kiếm hội tụ ở chung quanh có loại đặc thù ngự kiếm chi pháp mùi vị cả hai tại chân trời thi pháp bất quá ngắn mũi mấy hơi trực tiếp lấy đạp nát phong lôi chi thế cấp tốc tiếp cận cái này đối với cấp độ tu hành thế hệ tới nói cực ít đánh giáp lá cà nhưng giờ phút này cả hai lại không hẹn mà cùng cận thân mà chiến yêu nghiệt nhận lấy cái chết vậy liền xem ngươi bản sự một sát na này tử thanh lôi kiếm cùng tinh tế hát kiếm hai hai mũi kiếm mũi nhọn chạm vào nhau Đương Một chút u ám hồ quang tại mũi kiếm tương giao chỗ lóe qua Cùng một nháy mắt tựa như hướng về phương xa kéo dài vô hạn Bén nhọn dị thường tiếng kim loại vang vọng thiên địa Ngoại trừ đương sự song phương Cho dù là rất nhiều thân ở bên ngoài tiên tu cũng nhịn không được như mày Có vài người càng là không tự chủ được che lỗ tai Bầu trời lôi vân đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động một mảng lớn mây đen tại loại này đụng nhau phía dưới bị xé nứt, từng mảnh từng mảnh ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây huy sái xuống tới, tựa như xua tán đi đen tối cùng rét lạnh, thực ra cái này giữa thiên địa hàng ý lại càng thêm hơn. Không giống với chân chính kiếm khách so chiêu muốn so bính thân pháp cùng đủ loại chiêu thức, đạo nguyên tử cùng cửu vĩ hồ yêu vận kiếm đấu pháp, bản chất bên trên dùng là ngự lôi cùng ngự kiếm pháp quyết, tương hổ ở giữa di chuyển cấp tốc đều ở trong điện quan hỏa thạch đang xen bấm niệm pháp quyết sau đó vận pháp cùng tấn công mang theo từng đợt như là sóng lớn uy năng dư ba mỹ lệ cực quan đi theo giao phong song phương nhưng cái này một phần mỹ lệ cũng đại biểu cho kinh khủng tự ý, dư ba phạm vi bên trong yêu ma thậm chí không cẩn thận cuốn vào ở trong tiên tu cùng long tộc đều kiệt lực tránh né. Ầm. Ầm. Phành. Pháp lực va chạm âm thanh đã viễn siêu lôi đình, trên thực tế giờ phút này không chỉ lôi đình đã dừng lại, trên trời mây đen cũng thành phiến tán đi, toàn bộ lôi đình chi lực tất cả đều hội tụ tại đạo nguyên tử trong tay. Gào áo trắng hồ yêu giờ phút này mắt lên thú đồng miệng lộ răng nanh trên tay càng là nổi lên lợi trảo ngoại trừ không có trực tiếp hiện ra nguyên hình đã đem yêu lực đề đến cực hạn nhưng loại tình huống này hiện ra nguyên hình trái lại gây bất lợi cho nàng chỉ có thể đem hết toàn lực cùng đạo nguyên tử đối công lại một lần cùng tấn công đan sen hồ yêu trong tay màu đen tế kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang chắc 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 tầm màu đen tế kiếm trực tiếp nổ tung ở trong kiếm ý bay ra lập tức bị hồ yêu hút vào trong miệng mà bên cạnh có khác một thanh kiếm bay đến trong tay thay thế mà đạo nguyên tử trong tay lấy tự thân pháp lực đạo ẩn cùng thiên lôi hội tụ tử thanh lôi kiếm lại lông tóc không tổn hao gì hắn khí tức ổn định như thường híp mắt nhìn xem yêu khí cường thịnh nhưng có một chút không hài hòa hồ yêu sắc mặt ý vị thâm trường nghiệt chướng thường nói kiếm tu luyện kiếm như luyện bản thân kiếm không phải kiếm ta không phải ta pháp kiếm như ta ta cũng như kiếm ngươi vậy mà không thương tiếc kiếm trong tay nói nhảm nhiều quá ngươi một cái pháp tu cũng xứng ở trước mặt ta luận kiếm hồ yêu hai mắt hiện ra dị đồng sau lưng mấy đầu đuôi dài vung vẩy đánh tại toàn thân mấy thanh trường kiếm bên trên ầm um, ầm um, ầm um. mấy chui khí tức bất phàm bảo kiếm thế mà liên tiếp mà tại đuôi cáo đánh phía dưới vỡ nát kiếm ý bị hồ yêu hút vào trong miệng kiếm khí cùng mảnh vụn vây quanh nàng tay phải cùng một chỗ hóa vào trường kiếm trong tay, hình thành một thanh rực rỡ dị thường hoa lệ pháp kiếm, lấy loại phương pháp này tăng lên điên cùng kiếm ý cùng kiếm khí. Hừ, bàn môn tà đạo. Đạo nguyên tử lạnh giọng châm chọc, tại đối phương vẫn còn khí phách hội tụ thời khắc, đã huy động tử thanh lôi kiếm, đạp phá chân trời phong lôi cấp tốc tiếp cận. Vậy liền để ngươi chết ở ta nơi này bàn môn tà đạo phía dưới. Hồ yêu cũng không dám phân thần vạn nhất, đề chấn tất cả lực lượng nên kích, dù là trong lòng đã không quá nắm chắc, nhưng ngoài miệng khí thế vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là đến này cấp độ giao phong, ngoại trừ pháp lực mạnh yếu cùng thần thông khó lường, tâm khí đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một tầng, cái này trong lòng một yếu, kiếm pháp phong mang cũng nhận ảnh hưởng. Hồ yêu một kiếm này đâm ra, ánh sáng sát qua tử thanh lôi kiếm, lướt qua đạo nguyên tử thân hình mà qua, trực tiếp đem bầu trời còn sót lại mây đen bắn ra một cái lỗ thủng khổng lồ, kiếm khí kiếm ý thẳng tới cửu thiên bên ngoài, xé rách cương phong xuyên hướng trăng sao, nhưng đạo nguyên tử tử thanh lôi kiếm lại trực tiếp điểm tại hồ yêu mi tâm. ầm ầm Chính đuôi yêu hồ từ mi tâm bắt đầu vỡ nát, trong nháy mắt liền bị tử thanh sức mạnh sấm sét đổ vào hoàn toàn, thân hình nổ tung chính đuôi bay tán loạn, trong thân thể đã bị dẫn động yêu lực càng là hóa thành một cổ đáng sợ xung kích, mang theo lôi đình chi lực, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Soạt bầu trời sạch trắng vạn dặm không mây ánh nắng huy sái mặt đất xoạt phía dưới nước biển trực tiếp bị áp lực quét sạch lộ ra thành trì phế tích xoạt thiên khải minh yêu ma hoàn toàn mất đi đối tượng thân pháp lực khống chế như là lá rụng trong gió bị cuốn đi một chút chân trời long tộc cùng tiên tu như nhau chẳng tốt đẹp gì mà phía dưới trong nước long tộc sớm đã theo dòng nước bị cuốn đi giờ phút này liền xem như lão ăn mày cũng như nhau phồng lên pháp lực không còn như vừa rồi như vậy thảnh thơi, mà đạo nguyên tử tắt thì tay áo trái ngăn tại trước thân, vận khí toàn thân pháp lực đột nhiên quét qua, đem trước thân một phiến khu vực bạo động nguyên khí quét sạch. Chết rồi! Cái này chính đuôi yêu hồ có chút chỉ có bề ngoài. Đạo nguyên tử thì thào một câu, liếc mắt nhìn về phía mình sư đệ phương hướng, câu nói này cũng mang theo một chút tự ngạo ý vị. Mà một mực gắt gao nắm chặt khổng tiên thằng lão ăn mày cũng bay đến đạo nguyên tử bên cạnh, nếu mày nhìn xem không trung từng sợi tàn phá vải rách có thể dưới loại tình huống này còn có vải rách phiến nói rõ nguyên bản pháp y cường đại thật chẳng lẽ chết rồi như thế không có khả năng đạo nguyên tử lông mày giật mình chẳng lẽ không thể là hắn sư huynh này tu vi lực áp đối phương bất quá mặc kệ chính mình sư đệ nói cái gì đạo nguyên tử y nguyên quan sát khắp cả chiến trường ít nhất trước mắt nhìn hắn giờ phút này đã không có đối thủ cái này đối với còn sót lại yêu ma đều là cực lớn uy hiếp, không cần động thủ liền có thể đóng đô lần này chiến cuộc, bởi vì hắn tồn tại bản thân liền là một loại lớn lao uy năng. Thiên Khải Minh bên trong có năng lực yêu ma tuyệt đối không ít, tại trận này tao ngộ chiến trước đó ở tại trong thành cũng có rất nhiều, mặc dù chân chính lợi hại mà lại đầu não xuất chúng một bộ phận, như Uông U Hồng cùng Lục Sơn Quân bọn họ đã coi như là bỏ chạy, có thể cái này rốt cuộc chỉ là một bộ phận rất nhỏ còn lại y nguyên có vài lấy trăm kế yêu ma bị nhốt loại này thời khắc lão ăn mày tại suy nghĩ lấy đồ tư yên sự tình trong tay lấy một mảnh đối phương pháp y mảnh vụn lấy thần niệm cảm giác biến hóa rất nhỏ dù sao cũng nơi này đại cục đã định đến lúc này càng nguyên tông đệ tử cùng cái khác tiên tu người cũng điều động lấy tiên quan xuất hiện cùng rất nhiều đã tổn thương nguyên khí yêu ma đấu cùng một chỗ long tộc cũng như nhau gia nhập chiến cuộc đồng thời long tộc chủ yếu đối tượng công kích là yêu tộc nhất là thiên khải minh bên trong cũng có long dao chảy thời điểm liền sẽ bị chúng giao long quần công tại từng tiếng rồng ngâm bên trong chiến cuộc nhìn như hỗn loạn nhưng trên dưới gió đã hết sức rõ ràng đạo nguyên tử cũng hiếm thấy tâm tình tốt không ít nhất là còn tại chính mình sư đệ trước mặt hiển lộ một cái uy phong bọn này hạng người giấu đầu lòi đuôi hôm nay nhất định là đem bọn hắn đánh ra sức đánh hung ác lão ăn mày nhìn thoáng qua bên cạnh tiên quan rạng rỡ đạo nguyên tử đem trong tay mấy đầu vải rách thu nhập chính mình y sam túi vải rách bên trong sư huynh ngươi là lâu không dính khói lửa trần gian lấy thiên vũ châu hôm nay tình huống đạo nguyên tử nhìn hướng lão ăn mày chờ vị này tối thiểu trăm năm không thấy sư đệ nói lão ăn mày dừng một chút thầm nghĩ đến kế duyên ta có một vị hảo hữu cùng ta một dạng ưa thích dạo chơi nhân gian bất quá ta là thuần túy vui chơi mà hắn lại giỏi về quan sát nhân gian biến hóa hôm nay thiên vũ châu tình huống chính như một thân từng nói binh đạo chi tình huống, đã là bốn phía phong hỏa trạng thái. Cho dù cái này cửu vĩ hồ yêu đồ tư yên chết thật tại ngươi lôi pháp phía dưới, tiếp xuống sợ là trực tiếp do trinh sát tập kích quấy rối chuyển thành đại quân áp cảnh. Đạo nguyên tử cho mày, ánh mắt nhìn hướng thiên địa khắp nơi. Ngươi vậy mà nhận biết cái kia hồ yêu. Nghe ngươi nói gần nói xa ý tứ, giống như là cảm thấy nàng còn chưa chết. Lão khiếu hóa tử ta xác thực nhận biết nàng, mà lại cùng nàng còn có qua giao thủ, lúc trước đồ tư yên bất quá là chỉ là tám đuôi yêu hồ, cũng đã thủ đoạn không tầm thường, càng là có thể ngắn mũi mượn nhờ ngoại lực thu hoạch được chín đuôi lực lượng, hôm nay nàng trạng thái so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc, không thể kinh thường. Đạo nguyên tử nhẹ gật đầu. Ngươi cái kia hảo hữu là kế tiên sinh sao? Từng. Cả hai trong tầm mắt đấu pháp đã đến gây cấn tình trạng, còn sóc lại yêu ma đều đang liều đem hết toàn lực mong muốn thu hoạch được một chút hy vọng sống chỉ là chống lại lực lượng càng ngày càng yếu ớt một trận lũ lụt cuối cùng cũng có thối lui thời điểm trận này lũ lụt đối với nguyên bản yên tĩnh sinh hoạt bách tính tới nói là một trận tai nạn rất nhiều người toàn thân run rẩy tỉnh táo lại phát hiện nguyên bản thành trì đã bị hủy triệt để biến thành một vùng phế tích rất nhiều người đều nằm tại lũ lụt thối lui phế tích bên trong không biết sống chết gió lạnh từng đợt đánh tới đem càng ngày càng nhiều người đóng băng tỉnh, trên thân ướt đẫm, thời tiết lại như thế lạnh, phần lớn người trên thân còn có tổn thương, gia viên cũng bị hủy, cái này hiện thực không thể nghi ngờ quá mức tàn khốc. Ôi! Ôi! Ta khách sạn, khách sạn đâu? Nguyên bản trưởng quỹ khách sạn từ một đống gỗ vụn bên trong tỉnh lại, khoảng cách nhà mình khách sạn không biết có bao xa, cũng không rõ ràng có phải hay không tại cùng một cái quảng trường, phòng ốc đều hủy, có hoàn toàn sụp đổ, có tổn hại nghiêm trọng, chỉ có đường đi phiến đá coi như hoàn hảo. Người nhà, người nhà đâu? Điếm trưởng quỷ có chút ngây ngô lại đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt không căn cứ trên đường phố bắt đầu chạy, cùng hắn như nhau trạng thái người cũng không ít, trên mặt đều đang xen mờ mịt cùng lo sợ. Hung U Hồng, Ngư Bá Thiên, Lục Sơn Quân cùng bắt một bốn người cũng từ trong một mảnh phế tích đứng thẳng lên, chỉ có bốn người bọn họ, nguyên bản cùng với bọn họ mặt khác hai cái yêu quái cũng không ở đây, cũng không biết là tại chỗ khác hay là vận khí không tốt mà chết. Bất quá hiển nhiên ở đây bốn người không có ai quan tâm những cái được gọi là đồng bạn chết sống. Ngân tân lâu khách sạn chiêu bài ngay tại lục sơn quân dưới chân cách đó không xa, hắn cúi đầu nhìn xem trương này miễn cưỡng coi như hoàn hảo chiêu bài, đưa mắt nhìn về phía trong thành các nơi, ít có hoàn hảo kiến trúc, liền ngay cả bốn phía thành tường cũng liền còn sót lại một chút lỗ châu mai cờ. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở vốn nên toàn thành tổn hại, hôm nay lại có gần nửa kiến trúc không có sụp xuống hỏng bếp lão ngưu đột nhiên kinh hô một tiếng đưa đến ba người khác độ cao cảnh giác thế nào lão ngưu nghiến răng nghiến lợi nhìn qua trong thành một phương hướng nào đó cái kia mộng xuân lâu không biết thế nào hủy nói lầu bên trong những cô nương kia không biết thế nào thật vất vả thưởng thức tư vị a à. lục sơn quân lông mày giật mình coi là không có nghe thấy bắt một nhếch miệng cười cười Ta xem chung quanh phàm nhân chân chính tử vong không nhiều Những cái kia nữ tử đều tương đối trẻ tuổi Nghĩ đến cũng là không có đại sự Chỉ là cái này thanh lâu hẳn là giữ không được Quân U Hồng từ trên mặt đất nhặt lên chính mình cành đào Bên trên đóa hoa đã đi rồi một phần ba Vẫy vẫy bên trên giọt nước sau đó cười lạnh nhìn hướng lão ngưu Ngươi sẽ không phải còn muốn đi xem một chút sao Lão ngưu nhếch nhếch miệng Lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề răng không nói gì Bước chân cũng không nhúc nhích chung quanh thanh âm càng ngày càng ồn ào càng ngày càng nhiều bách tính tại rét lạnh bên trong tỉnh lại giống như bây giờ tình huống nếu tiếp tục phát triển sợ là tránh thoát chính tà giao phong cùng đại hồng thủy tẩy lễ y nguyên có vô số người muốn bị chết cống chết đói bất quá bầu trời mặt trời vừa vặn tại cái này đã bắt đầu mùa đông rét lạnh bên trong thế mà tản mát ra khác biệt trước kia nhiệt lực không có đi qua bao lâu nguyên bản cũng đều bị đông cứng đến run rẩy bách tính đột nhiên cảm giác được không có lạnh như vậy bởi vì y phục trên người hẳn là tại hoạt động bên trong khô rồi chỉ là giờ phút này tâm tình lo lắng mọi người đại bộ phận không có lưu ý đến điểm này chư vị hương thân chư vị hương thân chúng ta bây giờ hỗn loạn không có tác dụng mọi người hỗ trợ lẫn nhau an bài nhân thủ cùng một chỗ tìm người nhà cùng một chỗ trợ giúp cần trợ giúp người một cái già nua nhưng lãnh lót thanh âm ở trong thành vang lên ở trong rõ ràng ẩn chứa pháp lực khiến cho chung quanh nghe được thanh âm người hạ ý thức bị hấp dẫn lục sơn quân xa xa liếc mắt nhìn liền biết người này là thổ địa công biến cùng loại dạng này người ở trong thành còn không chỉ một hai cái có đất đai có âm ti quỷ thần cũng có trực tiếp là tiên tu biến thành ở trong thành dẫn đạo mọi người tương hỗ cứu giúp cũng bắt đầu tu sửa khởi một chút phòng ốc trong thành quan viên tự hồ là đã biết rõ nội tình gì đối những người này nói gì nghe nấy mà một đầu qua thành giữa sông lần lượt bay tới rất nhiều lương thực cũng đưa đến trong thành người riêng phần mình tổ chức vớt Lục Sơn Quân bọn người ở tại Thiên tướng vào đêm thời điểm lặng lẽ rời đi thành trì, bọn họ nhìn xa xa giờ phút này đã nổi lên đèn đuốc. Mặc dù kém xa ngày xưa phồn hoa, nhưng sinh lợi cũng đã đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Ách, các ngươi nói đồ Tư Yên chết thật sao? Ngư Bá Thiên đột nhiên như thế tới một câu, cách hắn gần nhất là thiếu niên hình dáng uôn u hồng, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Thế nào? Ngươi ngay cả nàng thân thể ngươi cũng dám nhớ thương? lão ngưu cười hắc hắc. Chẳng qua là cảm thấy cái này hồ ly tương đối mệnh cứng rắn, còn như nhớ thương thân thể, ta lão ngưu cũng không phải bụng đói ăn quàng chủ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước. Lục Sơn Quân nhìn lão ngưu liếc mắt, thấy người sau lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt mịt mờ, tỉnh táo lên tiếng nhắc nhở mọi người, mấy người cũng không có điều gì dị nghị, tầng trời thấp bay lượn rời xa nơi đây. Tòa kia trải qua hồng thủy thành trì bên trong, Mộng Xuân lâu các cô nương đương nhiên cũng tại hồng tai bên trong xui xẻo, các nàng quần áo ăn mặc tương đối đơn bạc, nguyên bản Mộng Xuân lâu hoàn hảo tình huống phía dưới, bên trong đều có lò sưởi, bây giờ nguyên một đám như hoa như ngọc cô nương đều bị đông cứng đến phát run. Mà lại những cô nương này đều là thanh lâu gánh hát bên trong nữ tử, ngày bình thường nam nhân đi Mộng Xuân lâu đều là tim gan tim gan gọi, này lại lại không hoặc nhiều hoặc ít người chân chính tại ý các nàng thậm chí còn có người mượn cơ hội mong muốn tại tản mát ở trong thành các cô nương trên thân chiếm tiện nghi may mà thanh lâu chủ nhân cũng không nguyện ý để bọn này cây rụng tiền chịu đến cái gì tổn hại phái người bốn phía ở trong thành tìm kiếm xuống tử lực khí tìm kiếm xem như đem đại đa số cô nương tìm trở về sau đó để bọn hắn co quách tại mấy gian coi như hoàn hảo trong phòng sưởi ấm một cái mộng xuân lâu đang hồng hoa đáng cùng mình tỉ mũi rút vào với nhau ma sát chính mình có chút lạnh như băng cánh tay sau đó đưa tay đến ở ngực nắm tơ hồng đem vùi sâu vào ở ngực một khối mượt mà hình cái vòng bạch ngọc lôi ra ngoài nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ được bạch ngọc ôm nhuận tỷ tỷ ngọc này thật là dễ nhìn Từng, cái này gọi bình an khấu không có tin biêu tế trác ngọc chất lại hết sức cầu kỳ tỷ tỷ đây là ai đưa a à, như thế để tỷ tỷ khó quên Loại vật này bình thường đều là khách nhân đưa, nhưng phần lớn thùng đựng hàng bên trong, không phải thật sự ưa thích không quá biết mang ở trên người. Nghe được bên cạnh tỉ muội treo đùa tính ra hỏi, nữ tử trên mặt lại hơi khởi hồng vựng, đưa cho nàng Bạch Ngọc là một cái nhìn giản dị như nông dân bền chắc hán tử, lại hết sức làm cho người khó quên. Hắn, sức lực rất lớn, cũng rất ôn nhu. Đang nói, nữ tử đột nhiên cảm giác được trên tay hơi hơi như bị phỏng, không thương tổn tay lại cảm thụ rõ ràng, vô ý thức cúi đầu xem xét lại phát hiện cái này bạch ngọc thế mà tại hơi hơi phát sáng nhưng bên cạnh tỉ muội hình như không người nào có thể nhìn thấy trên ngọc bội hiển hiện chớ sợ hai chữ sau đó thấy hoa mắt trong tay ngọc hoàng thế mà không thấy nữ tử hơi hơi ngây người sau đó nhấn một cái ở ngực lại nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện bạch ngọc chỉ để lại một cái dây đỏ tại trên cổ thế nào tỉ tỉ ta không có gì Chẳng biết tại sao, nữ tử tâm cảm giác yên ổn, đồng thời không có lộ ra. Trung tâm thành trì một cái trụ ngoặt lão nhân đang chỉ huy lấy một đội thanh niên trai tráng vận chuyển tấm ván gỗ tu sửa phòng ốc, đột nhiên cảm giác được cái gì, cúi đầu xem xét, không biết lúc nào trong tay nhiều một khối vòng tròn bạch ngọc, bên trên hiện ra một vòng tinh vi tiểu văn tự. Càng nguyên tông lỗ niệm sinh thân khải. T. Lão nhân tay run một cái, vội vàng nắm lấy trong lòng bàn tay bạch ngọc, Toàn bộ nhìn nhìn không có phát giác được cái gì, hướng về phía trước mặt thanh niên trai tráng nói: "Ách, đêm xuống, lão phu có chút mệt mỏi, các ngươi làm xong những này nhanh đi ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục, lão phu tuổi tác lớn không chịu nổi, đi nghỉ trước một thoáng." "A, à, lưu đại gia ngài mau đi đi. Muốn ta dìu đỡ ngài sao?" "Không cần không cần, còn không có già đến đi không được đâu." Lão giả chống quải trượng quẹo vào hẻm nhỏ sau đó tại không người nhìn chăm chú thời điểm hoàng quang lóe lên tiêu thất tại nguyên chỗ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha